Ông trời ơi, ông hãy mở mắt ra đi. Sao số tôi lại khổ thế này? Cô bé, cứu tôi với. Chú làm sao vậy chú? Có phải chú bị bệnh hay không? Đúng vậy, tôi bị bệnh. Cũng sắp chết khát rồi. Chết khát hả? Vậy thì chú có thể uống nước. Để cháu về nhà lấy nước cho chú uống. Dù ít thôi, tôi mắc phải một loại bệnh quái ác. Uống nước gì cũng vô ích. Phải uống một loại nước thần mới có thể cứu mạng tôi được. Nước thần hả? Nước thần gì vậy? Chính là nước suối ở sau núi. Nước suối ở sau núi? Chú đúng là có mắt nhìn. Đó là loại nước tốt nhất trên đời. Cháu nghe chú thuận tử nói, nó được gọi là nước hàng thiên. Đúng đúng đúng, chính là loại nước hàng thiên đó mới có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Vậy phải làm sao đây? Cô bé, thế này đi, cháu về nhà lén lấy nước suối cho chú, không được để ai nhìn thấy. Vì vậy thì cháu vừa có thể giúp chú, mà chú cũng có thể nhận nước của cháu. Nhưng cổ họng tôi, họng tôi khát chết mất. Được được được, cháu về nhà lấy nước cho chú, không để ai nhìn thấy là được. Đừng cô bé, mang theo cái bình này, dùng cái bình này đựng nước. Mạng của chú nhờ cả vào cháu đấy. Nhớ là đừng để ai nhìn thấy nha. Cháu biết rồi. An An, chạy chậm thôi, cẩn thận bị ngã đấy. Củi đây. Nào đưa đây. Đưa cho anh. Em trai của em đã giúp nhặt củi. Không ai được nói em ấy ngốc. Nói em ấy là kẻ câm nữa. Không thì em sẽ không khách sáo với các anh đâu. Đừng hung dữ như thế chứ. Nào đưa củi cho anh. Không phải hung dữ, em đang nói lý với các anh đó. Được rồi. Đất sắp bị thiêu đỏ rồi. Sắp cho khoai lang vào rồi. Đưa củi cho anh đi. Nhanh lên. Dẫm lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chín rồi nhỉ? Chín rồi. Chín chưa, chín chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Nóng quá. An An cho em nè. Nó đâu giúp đỡ gì, sao lại cho nó ăn trước vậy? Còn ăn củ lớn nhất chứ. Không công bằng. Em trai của em đã giúp nhặt củi mà. Nó nhặt được có tí. Nó vừa vụng về vừa ngu ngốc. Phải ăn củ bé nhất mới đúng. Không được chửi em trai của tôi. Tao cứ chửi đấy. Nó vừa vụng về vừa ngu ngốc. Thứ mà kẻ ngốc từng ăn, tao không thèm. Anh thật quá đáng. Sao anh có thể chửi em trai tôi? Cứ chửi đó. Đồ ngốc đần độn. Còn đánh tao. Em mày chính là đồ ngốc. Anh còn dám chửi, dám chửi. Anh còn chửi. Chuyện gì vậy? Buông tay ra. Được rồi, buông tay ra. Còn chửi nữa không? Đang chơi vui sao lại đánh nhau? Là Bình Bình ra tay trước. Là anh ấy cứ chửi An An. Nó vốn là thằng ngốc còn gì. Được rồi, đừng nói nữa. Cũng đừng cãi nhau nữa. Nhìn xem cả người bẩn chưa này. An An, chúng ta về nhà đi. Đáng ghét. Mày đáng ghét hơn ấy. Bình Bình, quỳ xuống. Mẹ, con biết lỗi rồi. Bình Bình không nên đánh nhau với người khác. Bình Bình không ngoan. Bình Bình không nghe lời. Mẹ đánh con đi. An An, con đâu có phạm lỗi. Sao con lại quỳ? Hai đứa đứng dậy hết đi. Phu nhân, là tôi, đều là lỗi của tôi. Là tôi dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi, rồi có việc rời khỏi đó, nên Bình Bình mới đánh nhau. Mẹ, mẹ đừng trách gì thua. Đều là lỗi của con hết. Nhưng mà bọn họ xấu tính lắm. Nói em trai của con là đồ ngốc, là kẻ câm. Con tức quá nên mới đánh nhau với bọn họ. Bình Bình, con có biết con đánh nhau sẽ bị thương không? Nhất là con là con gái. Nếu bị thương ở đâu, mẹ sẽ đau lòng lắm. Bình Bình, con lại phạm lỗi gì làm cho mẹ con giận à? Không sao, em đang dạy Bình Bình sau này phải hiểu chuyện, ngoan ngoãn.
Được, chúng ta xuất phát thôi. Nào An An, để cho bế con. Chúng ta đi thăm ông, đi nói với ông Bình Bình với An An lại thêm một tuổi, bảo ông trên trời có linh thiêng phù hộ cho chúng ta. Đi thôi. Bình Bình, An An, qua đây con. Mau chào ông đi. Ông ơi, Bình Bình đến thăm ông đây. Cha nuôi, lại một năm qua đi. Con dẫn người thân đến thăm cha đây. Mấy năm nay, tuy xưởng nhà chúng ta luôn bị chèn ép, nhưng mà cha yên tâm, con nhất định sẽ vượt qua mọi cửa ải khó khăn, bảo vệ tấm biển hiệu Miêu Ký nhà chúng ta. Cha ở trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ Miêu Ký chúng ta làm ăn được lâu bền, các công nhân ở cửa hàng tương có thể bình an, mọi việc thuận lợi. Cha nuôi, Bình Bình 7 tuổi rồi, An An cũng đã 5 tuổi. Tuy rằng An An đến giờ vẫn chưa biết nói chuyện, bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân, nhưng mà mỗi ngày thằng bé đều có khởi sắc. Hy vọng cha ở trên trời có linh thiêng có thể phù hộ cho An An sớm ngày khỏe lại, phù hộ cho Bình Bình chăm chỉ học hành. Ông ơi, cháu là Bình Bình, cháu lại đến thăm ông đây. Nếu ông ngủ một mình ở đây thấy lạnh, cháu sẽ nhờ cha dựng cho ông một cái lều để che mưa chắn gió cho ông. Xin ông hãy phù hộ cho cha mẹ của cháu được bình an, phù hộ cho em của cháu khỏe mạnh. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cha nuôi đã qua đời 2 năm. Phải đó, cha chúng ta qua đời cũng 8 năm rồi. Còn nhớ hồi xưa, chúng ta đã nói trước mộ cha rằng chúng ta sẽ quay về. Chớp mắt đã 8 năm trôi qua. Cũng không biết mẹ với chị có khỏe mạnh hay không. Cha, mẹ, nếu cha mẹ nhớ nhà bà thì quay về thăm họ đi ạ. Bình Bình, sẽ có ngày cha mẹ sẽ dẫn các con quay về thăm nơi cha mẹ lớn lên. Muốn quay về, em cũng muốn, nhưng mà cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn, Bình Bình chọc cho mẹ vui nha. Ngoan. Cha nuôi, mấy đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày cũng biết hiếu thuận. Cha ở trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho mấy đứa nhỏ bình an trưởng thành, phù hộ cho tấm biển hiệu Miêu Ký mãi mãi trường tồn. Con quyết không phụ lại sự gửi gắm của cha, mong cha hãy yên nghỉ. Ông chủ, ông chủ, sao thế? Thuận tử, sao thế? Không ổn rồi ông chủ. Tương của chúng ta, tương của chúng ta lại bị trả hàng. Cái gì? Lại bị trả hàng sao? Sao lại bị trả hàng vậy? Nhưng mà tương của chúng ta có bia miệng tốt, sao lại bị trả hàng? Tôi cũng không rõ tình hình chi tiết. Ông chủ, anh nên về xưởng xem sao. Cha ơi, con cũng muốn đi. Bình Bình, cha có việc phải đi làm, con theo mẹ con về nhà trước đi. Ngoan. Thuận tử, chúng ta đi. Ngoan, theo mẹ vào nhà đi. Vào nhà đi con. Lão Hồ, thế nào rồi? Lại bị trả bao nhiêu? Là bên nào trả hàng? Ông chủ, đều là từ hôm qua chúng ta mới giao cho Vĩnh Lạc Đường, Bồng Lai Trai và khách sạn Nam Phương. Hôm nay họ đã đến trả lại toàn bộ hàng. Chuyện gì vậy? Nguyên nhân trả hàng là gì? Chuyện này chúng tôi cũng đang thắc mắc. Ông chủ, lô tương bị trả về sớm nhất, nói là trong tương có sâu, lô bị trả về sau đó, lại nói trong tương có sỏi đá gì đó. Những lần đó chúng ta đều nhận, cũng đã kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Nhưng lần này kỳ lạ quá. Anh xem, số tương này còn chưa mở ra đã đòi trả lại hàng.
Chẳng lẽ họ không mở ra cũng biết tương của chúng ta có vấn đề sao? Tôi thấy phải có mắt xuyên thấu mới được. Lão Hồ, có nói rõ nguyên nhân trả hàng là gì không? Không có. Họ chỉ nói là không cần nữa, không nói gì khác. Ông chủ, anh xem, có khi nào lại là ông chủ Dương của cửa hàng Hồng Ký giở trò không? Phải đó. Nhìn thủ đoạn này thật sự rất giống chuyện cậu ta có thể làm. Được rồi, không có chứng cứ đừng nói linh tinh. Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, xứng với lương tâm của mình là được. Cũng may là lần này số lượng trả hàng không lớn lắm. Hơn nữa, không phải chất lượng của chúng ta có vấn đề. Mọi người hãy nhớ, chỉ cần bia miệng của Miêu Ký vẫn còn, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Phải đó. Được rồi, lát nữa hãy chuyển tư vào trong. Tiếp theo, chúng ta vẫn còn mấy chục đơn đặt hàng, số lượng không nhỏ đâu. Chỉ cần làm tốt những đơn hàng này, không những có thể bù đắp tổn thất hôm nay, nửa cuối năm có thể sẽ có lãi, còn có thể phát thêm ít mì cho mọi người. Được được được, tốt quá rồi. Mọi người hãy nhớ, sau này khâu kiểm định chất lượng của chúng ta chỉ được nghiêm khắc hơn, không được buông lỏng hơn. Mọi người hãy cảnh giác, tương của chúng ta đều là tốt nhất, phải tốt nhất. Cha, Bình Bình, sao con lại đến đây? Bình Bình, con bé này, cha đã bảo con theo mẹ con vào nhà rồi cơ mà. Nhưng chân của con cứ đòi đến đây, con cũng hết cách. Cha, vừa nãy cha nói tốt nhất gì vậy ạ? Cho con xem với. Con bé ngốc này, đây là cửa hàng tương. Bên trong vừa là bếp lớn, vừa là móc hút. Trẻ con vào trong nguy hiểm lắm, con mau về nhà đi. Thuận Tử, nhanh lên. Cha, ông chủ, hay là tôi dẫn tiểu thư đến phòng nước xem. Trong đó không lửa không móc, cũng để tiểu thư được thấy nguồn nước tốt nhất ở Giang Nam. Được, đi đi. Cảm ơn chú Thuận Tử, cảm ơn chú Thuận Tử. Đi thôi, qua đây. Bình Bình, từ từ thôi. Nhiều nước quá. Tiểu tổ tông của tôi ơi, không được chạm vào nước này. Tại sao ạ? Đây là nước cơ bản dùng để làm tương, dùng để ăn, không được chạm vào. Nào qua đây, chúng ta đi rửa sạch tay đã. Nào, múc một bát. Nào, rửa tay nào. Chú Thuận Tử, tại sao nước trong vại có thể chạm vào, nhưng nước trong bể thì không được vậy? Cháu so nước này với nước kia, giống như dịch với thiên nga, kém xa lắm. Bình Bình, nước trong vại là nước giếng bình thường, kéo nước sau nhà lên là dùng được. Nhưng nước trong bể đó là khác, đó là nước suối trên núi, được lấy từ sau núi. Nước suối trên núi có gì đặc biệt à? Nước suối trên núi tuôn ra từ mạch, cực kỳ sạch sẽ. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, nên còn gọi là nước trời lạnh. Nào, đây, cháu uống thử một ngụm đi. Ngọt quá. Chú Thượng Tử, nước này cho cả đường sao ạ? Cô bé ngốc, đây là vị ngọt tự nhiên. Tuyệt nhỉ, tuyệt lắm ạ. Cái này đúng là tốt nhất. Tất nhiên rồi, nước này là bảo bối trứng xưởng của chúng ta. Có biết tương của chúng ta tại sao có thể đứng đầu thiên hạ không? Đó là vì dùng nước trong bể này. Được rồi, ông chủ đừng kể chuyện nữa. Cha, mau đưa Bình Bình về đi, xưởng còn đang bận. Cha, cha giỏi quá. Nước này đúng là tốt nhất. Bình Bình ngoan, đây, đem hai cái kẹo này về chia cho em của con đi. Mau về nhà đi. Thuận Tử, không cần đâu. Cha à, con tự về là được. Chú Thuận Tử cứ ở lại đây giúp cha làm thứ tốt nhất đi. Một mình con về được không? Được. Tối nay mọi người đều lên núi lấy nước, con cũng có thể tự về nhà. Mọi người là tốt nhất, con cũng phải làm tốt nhất. Được, vậy con về một mình, đi đường cẩn thận được không? Con biết rồi ạ, con đi đây. Đi làm việc thôi. Đi đi, đi đi. Tránh ra, tránh ra. Đi đi. Đi đi, đi đi. Tránh ra, tránh ra. Đi đi. Đi đi. Tránh ra. Tránh ra. Đi đi. Đi đi. Đi đi, đi đi. Đi đi, tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Bà ơi, đây là đồ của chó ăn, người không thể ăn được. Bà ơi, ăn cơm này sẽ bị đau bụng. Bà đừng có ăn nữa mà. Cháu cho bà kẹo của cháu.
Bà ơi, cha của cháu nói lúc chó đang ăn là hung dữ nhất. Tại sao bà lại đi dành cơm với chó à? Nếu bà bị chó cắn, cháu gái bà sẽ đau lòng đó. Bà một thân một mình, không nơi nương tựa, không có người thân nào hết. Đã nhiều ngày bà không được ăn gì. Bà ơi, bà theo cháu về nhà đi, cháu lấy cơm cho bà ăn. Được cô bé, cháu còn nhỏ đã biết thương xót người khác. Cha mẹ cháu dạy cháu giỏi quá. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Bà ơi, bà ơi, bà đừng khóc nữa mà. Được, được, bà không khóc. Bà không khóc nữa. Chúng ta không khóc nữa. Ông chủ, tháng này không tệ. So với lợi nhuận thời điểm này năm ngoái đã tăng gấp 2 lần. Tất nhiên rồi, tôi đã tốn rất nhiều công sức. Cô gia, Lão Ngô, sổ sách không vấn đề gì. Quay về đưa một phần tiền lãi cho lão phu nhân, số còn lại cứ làm theo quy tắc cũ, gửi vào ngân hàng Hối Phong. Vâng, không còn việc gì nữa, ông ra ngoài đi. Báo cáo cô gia, tương của Miêu Ký đã bị trả lại hết rồi. Rất tốt. Cảm ơn cô gia. Cô gia, cậu đúng là hào phóng. Đi theo cậu tốt hơn nhiều so với đi theo đại thiếu gia. Cậu ấm như gia bảo, đâu thể sánh với tôi. Tương tử, lần này tương của Miêu Ký lại bị trả về bao nhiêu? Nhiều lắm. Cậu xem Vĩnh Lạc Đường còn có Bồng Lai Trai, phải rồi, khách sạn Nam Phương, mấy nhà đó đều trả lại hàng hết rồi. Cô gia, thế này sao chỉ có 3 nhà thôi? Cô gia, Tương tử, tôi luận công khen thưởng, anh làm bao nhiêu thì lấy từng ấy. Anh tốn công cả buổi, chỉ có 3 nhà trả hàng cho Miêu Ký, không đủ để uy hiếp bọn họ đâu. Nhưng mà cô gia, cậu xem chỗ này đến tiền rượu còn không đủ nữa mà. Vô công bất thụ lộc, anh cầm nhiều cũng thấy không thoải mái nhỉ. Anh yên tâm đi, Dương Khải Thành tôi không phải kẻ hẹp hòi. Làm cho tốt, làm một vố lớn. Nếu như thành công, đừng nói là 30 đồng, 300 đồng tôi cũng cho anh. Thật sao? Cô gia, xin cậu yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Tường tử, hãy làm cho thật tốt. Hôm nay tôi đen quá, mãi không ù được. Hôm nay bài của cô đỏ đấy. Phải đó, cô đánh một quân cho tôi ăn đi. Mãi không cho tôi ăn bài của cô. Nam Phong, đến lượt cô rồi. Mẹ, mẹ, Nhị Bính, mẹ bao cho con tiền, con phải đi mua kẹo hồ lô. Đến lượt ai rồi? Đến lượt cô. Con phải mời tiểu bì đảng với tiểu đậu tử. Giai Quy, trong nhà có nhiều đồ ăn ngon lắm. Sô-cô-la với bánh kem mua ở cửa hàng Tây, con lấy ra ăn đi. Mua đồ bên ngoài không sạch sẽ đâu. Mẹ, đồ trong nhà con ăn phát chán rồi. Mau cho con tiền đi mẹ. Mẹ, đến lượt cô rồi. Giai Quy, Giai Quy ngoan, giờ tay mẹ đang đỏ, con đến xin tiền mẹ sẽ thua tiền. Để mẹ đánh xong sẽ cho con tiền. Mẹ, nào, đến lượt cô rồi, đến lượt cô rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cho tôi ăn một quân đi, sốt ruột chết đi được. Hồng Trung, Phỏng, xin lỗi nhé. Ồ, tôi. Con trai ngoan, con ra ngoài chơi đi. Mai mẹ dẫn con ra ngoài. Con muốn ăn gì chơi gì mẹ cũng chiều con hết. Thêm dán nữa nào.
con trai mình thông minh quá, còn nhỏ để hiểu cách xem bài. Nào nào nào, chơi tiếp nào. Vui quá đi, vui quá đi. Vui quá, vui quá đi. Cháy rồi, cậu đốt lửa tôi sẽ bị nấu chín mất. Tôi không chơi nữa. Tiểu đậu tử, chúng ta đã hứa rồi mà. Cậu chơi với tôi sẽ mời cậu ăn kẹo hồ lô và sô-cô-la. Nếu cậu không chơi nữa, sau này tôi cóc thèm quan tâm tới cậu luôn. Tôi sợ lắm, tôi muốn ra ngoài. Cậu dám ra ngoài, tôi sẽ đánh cậu đó. Cháy rồi, cháy rồi. Cha mẹ cứu con với. Vui quá đi. Cha mẹ cháy rồi. Cha mẹ cứu con với. Cứu con với. Nấu đậu đun cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Cha mẹ cứu con với. Nấu đậu đun cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Cứu con với. Nấu đậu đun cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Tiểu thiếu gia, cậu muốn thiêu chết tiểu đậu tử hay sao? Chơi như vậy sẽ xảy ra án mạng đó. Là thầy giáo dạy. Thầy giáo dạy cậu cho tiểu đậu tử vào nồi nấu hay sao? Phải. Thầy còn nói Tào Thực thời Tam Quốc cũng bị anh trai cho vào nồi nấu mới làm được thơ bảy bước. Nói bậy, thơ bảy bước được làm như thế nào cậu biết hay không? Tất nhiên là biết. Tào Phi muốn bỏ em trai mình Tào Thực vào nồi nấu chín để ăn. Tào Thực sốt ruột đã làm bài thơ bảy bước. Đúng là tầm bậy tầm bạ, bịa chuyện linh tinh, còn đổ cho thầy giáo nữa. Nếu để mẹ của cậu biết sẽ trách mắng cậu cho mà coi. Phải rồi, lão phu nhân đang đợi cậu sốt ruột lắm. Đi, theo tôi đi tìm đại trụ tử. Tôi không muốn. Đáng ghét. Mai đi nói với thầy giáo cậu. Giai Quy quỳ xuống. Xin lỗi Bồ Tát đi. Bà ơi, cháu đâu có chọc ghẹo gì Quan Âm. Sao lần nào phạm lỗi cũng phải xin lỗi bà ấy vậy? Cháu còn biết mình phạm lỗi hay sao? Cháu chỉ bảo tiểu đậu tử đứng trong vại nước thôi mà. Cháu đùa với cậu ấy thôi. Cháu làm như vậy sẽ khiến cho thằng bé bỗng chết. Không thể đùa như vậy. Quỳ xuống, nhanh lên. Bồ Tát, thằng cháu này của nhà họ Hồng hôm nay lại gây họa. Người nhất định phải phù hộ cho nó sớm ngày hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn. Đừng suốt ngày đi khắp nơi gây chuyện, khiến cho con lo lắng nữa. Bồ Tát, nhà họ Hồng đời đời tích đức. Tại sao đến đời này nhân khẩu càng ngày càng ít đi đã đành. Bây giờ cuộc sống cũng không được suôn sẻ. Mẹ, sao thế ạ? Lại gây họa nữa chứ sao? Mẹ, đừng giận nữa. Con có chuyện muốn thương lượng với mẹ đây. Gia Huy, mẹ con đâu? Mẹ con vẫn đang ngủ. Gần trưa rồi, sao cô ấy vẫn ngủ chứ? Nó đánh bài xuyên đêm, vừa mới tan hội, để nó ngủ đi. Có chuyện gì con cứ nói cho mẹ nghe. Mẹ, sáng nay con với lão Ngô đã đối chiếu sổ sách. Mấy năm nay cửa hàng tương kinh doanh ngày càng tốt, với lại lợi nhuận cũng nhiều. Con muốn xây cầu trong vườn cho mẹ, tiện thể nuôi ít cá chim, để mẹ ngày nào cũng thấy vui. Mẹ nói xem có được không? Nếu cửa hàng tương thực sự dư tiền, đừng tiêu vào đây. Mẹ nghĩ con nên quyên góp cho chùa, để phía chùa cứu tế người nghèo. Cũng được à, con sẽ làm theo ý của mẹ. Làm việc thiện có phúc báo, Bồ Tát cũng sẽ phù hộ con trai con, cháu mẹ ngoan hơn, hiểu chuyện hơn. Tào Tháo sắp xếp Quan Công và chị dâu cùng ở một phòng. Nhưng không ngờ Quan Công lại cầm đến, đứng ở ngoài phòng cả đêm. Tào Tháo thấy ông ấy trung thành với Lưu Bị như thế, nên càng kính phục ông ấy hơn. Quan Công vĩ đại quá. Đúng vậy, Quan Công là đại trung thần, có tình nghĩa nhất lịch sử Trung Quốc. An An, sau này con lớn lên, có muốn học theo Quan Công hay không? An An, con có hiểu câu chuyện mẹ kể hay không? An An, em hiểu câu chuyện về Quan Công phải không? Em hiểu thì ngày mai hãy kể cho búp bê nghe được không? Mẹ, An An hiểu rồi. An An ngoan lắm,
Bình Bình cũng ngoan. Ngày mai mẹ nấu cơm rượu cho các con ăn nha, được không? Mẹ, sao bọn con ngoan ngoãn thì có cơm rượu để ăn, nhưng ăn xin trên đường không có đồ ăn, vì họ không ngoan hay sao ạ? À? Bình Bình, trên đời này có rất nhiều người đáng thương. Cha mẹ từ nhỏ đã không nơi nương tựa, suýt nữa cũng thành ăn mày. May mà có ông con cưu mang cha mẹ, giúp cha mẹ may mắn sống tiếp. Vậy nên con phải luôn ghi nhớ ơn huệ của ông, biết chưa? Dạ con biết rồi mẹ. Con cũng muốn giống như ông, cứu những người ăn mày kia, để họ đều có cơm ăn. Bình Bình có chí hướng lớn, tấm lòng lương thiện. Được rồi, mau ngủ đi con. Ngủ ngon mới lớn nhanh, lớn lên mới có thể giúp đỡ người khác, phải không? Con biết rồi ạ. Ngoan. Bội Sang, em nói xem, bao giờ chúng ta mới có thể đào ra xem trong lọ viết gì? Đợi chúng ta già rồi, đào lên xem. Đợi chúng ta già hay sao? Vậy thì phải đợi lâu lắm đó. Nếu đã viết bí mật trong lòng mình, tất nhiên phải đợi rất lâu mới có thể cho đối phương biết rồi. Em nói vậy cũng phải. Nếu là bí mật trong lòng mình thì càng phải chôn giấu càng lâu càng tốt. Tờ giấy hồi xưa Chấn Cương bỏ vào lọ, trong đó chứa bí mật trong lòng gì đó, mình thực sự rất muốn biết. Nhưng nếu ban đầu đã nói phải đợi chúng ta già đi mới có thể đào lên xem, đành đợi thêm vậy. Đợi chúng ta già đi, con gái cũng trưởng thành rồi. Bình Bình, từ nhỏ nhà mẹ đã nghèo khó, phải đi làm cô dâu nhỏ, đi qua con đường cay đắng, cũng từng nếm trải thái độ người đời. Mẹ từng thề trong lòng rằng sau này quyết không để con mình đi trên con đường đó nữa. Vậy nên mẹ với cha của con cùng nỗ lực kinh doanh cửa hàng tương này. Hy vọng con và An An có thể hạnh phúc và vui vẻ. An An, mẹ không biết con mắc bệnh gì mà đến giờ vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, với lại thường một mình ngẩn người. Mẹ cũng không biết trong lòng con đang nghĩ gì, nhưng mẹ thật sự rất yêu con, rất yêu con. Nếu đây là vận hạn mà cuộc đời con không thể tránh khỏi, mẹ nhất định sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho con. An An, con nhất định phải kiên cường, nhất định phải vượt qua được. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, cổ vũ con. Các con ngủ hết rồi hay sao? Ngủ hết rồi. Sắp đến ngày giỗ của cha rồi. Bội Sang, không giấu gì em, mấy năm nay mưu ký chúng ta bị Dương Khải Thành chèn ép đủ đường, tuy vì kinh doanh vẫn cầm cự được nhưng bị thua lỗ nặng. Bây giờ miêu ký đã đến mức cùng đường bí lối. Tình hình nghiêm trọng vậy sao?
Tập 11. Bây giờ Miêu Ký đã đến bước đường cùng rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Lô hàng này là niềm hy vọng cuối cùng của Miêu Ký. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, anh thật sự không dám tưởng tượng liệu Miêu Ký của chúng ta có thể vượt lại như trước đây nữa hay không. Anh nói vậy, trong lòng em cũng thấy lo lắng quá. Giờ xảy ra cơ sự gì thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta thì không sao, nhưng mà các anh em của cửa hàng Tương, nhỡ Miêu Ký sụp đổ thì cuộc sống của bọn họ phải làm sao đây? Còn nữa, sao anh có thể xứng với sự phó thác của cha nuôi chứ? Trấn Cương, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Cha và cha nuôi ở trên trời có linh, nhất định sẽ phù hộ cho lô hàng này của chúng ta được thuận lợi, sẽ không có sơ suất gì nữa đâu. Bội Sang, anh cưới em đáng lẽ nên để cho em được hưởng phúc, nhưng mấy năm nay toàn khiến cho em phải lo lắng bất an, cùng anh chịu vất vả. Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Vợ chồng với nhau vốn phải giúp đỡ lẫn nhau, đồng cam cộng khổ. Chỉ cần cả nhà chúng ta có thể bình an, cho dù sống khổ hơn nữa cũng vẫn ngọt ngào. Vì cái nhà này, vì cha nuôi, vì các anh em của cửa hàng Tương, sau này dù có gặp khó khăn gì, anh cũng sẽ cố gắng. Em sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh. Hôm nay thắng tiền, cầm lấy mà dùng. Cảm ơn tiểu thư. Cuối cùng em cũng biết đường về rồi hay sao? Ban ngày chơi ở nhà chưa đủ, buổi tối còn ra ngoài chơi nữa. Anh làm gì vậy? Anh đang chờ cửa hay là đang mắng tôi thế? Anh là chồng của em, muộn thế này rồi đương nhiên phải chờ em về chứ. A Xuân, rót cho tôi cốc nước. Đừng gọi nữa. Em muốn làm cho mẹ tỉnh hay sao? Đã mấy giờ rồi? A Xuân ngủ lâu rồi. Bội Kỳ, ngày hôm nay anh đã nói với mẹ rồi, chờ đến cuối tháng anh sẽ bảo người rút một phần tiền lãi giúp mẹ. Được rồi, được rồi, với chuyện này anh nói với mẹ là được. Lảm nhảm với tôi làm gì? Dù sau đây cũng là chuyện trong nhà, đương nhiên phải nói với em chứ. Biết rồi. Đứng lại. Anh gọi tôi sao? Anh còn chưa nói xong. Tôi phải chờ anh nói xong mới được đi hay sao? Anh đang uy hiếp tôi hay là tỏ vẻ cho tôi xem? Anh là chồng của em, đương nhiên có tôn nghiêm của người làm chồng. Anh chưa nói xong thì em không được đi. Dương Khải Thành, anh đừng có quên, anh là phu bằng thê quý, anh phải nhìn sắc mặt của tôi. Vậy mà anh dám tỏ thái độ này với tôi? Hồng Bội Kỳ, lúc trước là cô ép tôi lấy cô, đừng ra vẻ như người chết cho tôi xem. Ngày nào cũng chơi bài, đến đêm mới biết đường về.
Cô thấy có phu nhân nhà giàu nào như cô hay không? Cô làm nhà họ Hồng mất hết mặt mũi. Tôi chơi bài làm mất mặt nhà họ Hồng, vậy anh làm để nhà họ Hồng chẳng phải càng mất mặt hơn hay sao? Cô, tôi làm sao? Dư Khải Thành anh đừng có quên, những gì anh ăn anh mặc đều là của nhà họ Hồng chúng tôi cho anh. Không có nhà họ Hồng chúng tôi thì anh còn không bằng một con chó trong nhà. Cô tưởng tôi muốn hay sao? Lúc trước nếu không phải cô khóc đến chết đi sống lại ép tôi lấy cô, thì cô cũng nghĩ tôi muốn thành thân với cô sao? Anh, đồ khốn kiếp. Cô đập đi, cô đập thêm mấy cái nữa đi. Đồ khốn kiếp. Đêm hôm khuya khoắt cãi nhau cái gì vậy? Đập đi. Bộ kỳ, đừng đập, đừng đập, đừng đập. Đừng đập mà. Mẹ, trong lòng của cô ấy có chuyện không vui, kệ cô ấy đi. Anh đừng giả làm người tốt ở đây, không ai tin anh đâu. Bộ kỳ, bộ kỳ. Mẹ, mẹ đừng bận lòng nữa, cô ấy hết giận là ổn thôi. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Khải Thành, tôi Bội Kỳ đã làm mẹ rồi, nhưng mấy năm nay tính khí của nó càng ngày càng mạnh mẽ. Các con là vợ chồng, con phải khuyên nhủ nó chứ. Mẹ, con biết. Con vẫn luôn muốn cải thiện mối quan hệ, thế nên muộn thế này vẫn chờ cô ấy về, làm khó cho con rồi. Mẹ, mẹ không cần bận lòng nữa đâu, con sẽ đối xử tốt với Bội Kỳ. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Hồng Chấn Cương, tôi lấy phải con đàn bà ghê gớm này đều là do anh hại tôi. Tôi phải ép anh đến mức không ngóc đầu lên được mới xả được mối hận trong lòng tôi. Ông chủ Ngô, việc làm ăn không tệ nhỉ? Hôm nay thu tiền hay sao? Ông chủ Ngô, tôi đang gọi ông đấy. Cậu muốn làm gì? Làm gì hả? Tôi hỏi ông, ông có trả lại tương của Miêu Ký không hả? Tôi nói với cậu mấy lần rồi, tương của Miêu Ký làm từ nước hàng thiên tự nhiên, chất lượng không phải bàn. Rất nhiều khách khứa đến đều chỉ đích danh muốn loại tương này. Cậu bảo tôi trả tương cho Miêu Ký thì chẳng phải tự bê biển hiệu đập vào chân mình hay sao? Không được. Ông đã chọc đến tôi rồi, còn đòi biển hiệu cái gì nữa? Cậu, cậu định làm gì? Ông chủ Ngô, tôi có lòng tốt khuyên ông thì ông không nghe. Sau này có hậu quả gì thì tự ông chịu trách nhiệm, nghe chưa? Đi. Bây giờ còn chưa đến, việc làm ăn cũng tốt nhỉ? Chăm cho tao điếu thuốc nữa. Đại ca, hết rồi. Hết rồi. Hút hết thuốc rồi vẫn chưa đến. Đến tôi sẽ đập chết ông. Đại ca, đến rồi. Lên. Ông chủ Hoàng, tôi hỏi ông lần cuối, tương của Miêu Ký ông có trả lại hay không? Không. Khoan đã. Lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống đi. Được. Có giỏi không trả, tôi đánh chết ông. Bọn mày còn gây ra đó làm gì? Đánh cho tao. Sao nào? Còn muốn nếm thử công phu của tôi không? Cặn bã. Cặn bã, ông mới. Chắc không nghe thấy đâu nhỉ? Ông chửi ai đấy hả? Ông nói ai là cặn bã? Ông nghĩ ông có gì ghê gớm chứ? Tôi nói cho ông biết, hôm khác tôi sẽ cho ông biết tay. Không đúng. Cứ thế này thì hiệu quả chậm quá. Với tốc độ này, đến bao giờ mình mới tích góp được 300 đồng đại dương? Không được. Không được, mình phải nghĩ cách khác. Chưa chết thì đứng dậy cho tao hết đi. Nhanh lên. Vô dụng. Cặn bã. Đi. Ê,
Nào An An, ngoan. Nào, há miệng ra đi con. Ngoan, ăn một miếng nào. Mau ăn đi. An An, An An, ăn đi. An An ngoan, chúng ta không chơi búp bê nữa. Nào, ăn đi con. Nào, ngoan, ăn đi. An An ngoan, ăn cơm nào, ăn cơm. Nào An An, chúng ta bón cho búp bê ăn trước nha. Được rồi, búp bê đã ăn xong, đến lượt An An ăn. Phu nhân, mẹ, mẹ không được chỉ bón cho An An, mà mẹ phải bón cho cả búp bê nữa, như vậy em mới ăn. Cảm ơn con Bình Bình, cảm ơn con, mẹ không để ý. An An, nào, con xem, mẹ bón cho búp bê ăn rồi. Đến lượt con đó. Nào ăn thôi con. Ngoan quá. Ngoan. Bình Bình, con thông minh quá. Mẹ con ăn no rồi, lát nữa con muốn ra ngoài chơi. Được, đi đi con, cẩn thận nha. Con biết rồi. Nào ăn đi. Con ngoan quá. Chúng ta ăn thêm miếng nữa được không? Lạy ông đi qua, xin hãy thương xót cho bà lão này. Cho tôi chút đồ ăn đi. Lạy ông đi qua, tôi xin các ông các bà. Bà mau ăn đi bà. Cô bé, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Không có gì ạ. Đây chẳng phải con gái của nhị thiếu gia hay sao? Con bé ở đây làm gì? Bà ơi, sau này ngày nào cháu cũng mang cơm cho bà được không? Được. Cô bé, tại sao cháu lại đối xử với bà tốt như vậy? Mẹ của cháu nói làm người phải có lòng đồng cảm. Mẹ cháu còn nói hồi còn nhỏ mẹ cháu và cha cháu cũng từng làm ăn xin, là ông nội cháu cứu bọn họ, thì hôm nay bọn họ mới có cơm ăn, có nhà ở. Cháu cũng muốn học theo ông nội à? Được. Cô bé, cháu tên gì vậy? Cháu tên là Hồng Bình Bình. Bình Bình, cháu lương thiện như vậy, Bồ Tát sẽ phù hộ cho cháu, Phật tổ chắc chắn cũng sẽ phù hộ cho cháu. Sao nó lại lương thiện thế nhỉ? Có rồi. Vất vả rồi. Cô gia, cô gia, cô gia, tôi đã nghĩ ra diệu kế rồi. Có thể đuổi cùng giết tận cửa hàng tương của Miêu Ký luôn đó. Cô gia, kế hoạch của tôi là thế nào? Đây là diệu kế đấy. Tốt, tốt quá. Tương tử, nếu chuyện này thành công thì Miêu Ký sẽ... Cô gia, vậy thì tiền của tôi cũng phải. Tương tử, yên tâm đi. Nếu chuyện này thành công thì tôi sẽ cho anh 300, 500. Cảm ơn cô gia, cảm ơn cô gia. Đừng vội đi Tường Tử. Làm gì cho cẩn thận chút, đừng có làm hỏng. Dân cô gia, cậu yên tâm đi. Đi đi. Dì Thu, dì không cần đưa con đi đâu, cháu có thể tự đi học được. Nhưng phu nhân đã dặn rồi, dạ không cần đâu. Dì mau về chăm sóc cho An An đi. Bình Bình, Bình Bình, con bé này cũng được. Trường cách nhà không xa, chắc là sẽ không sao đâu. Ông trời ơi, ông hãy mở mắt ra đi.
Sao số tôi lại khổ thế này? Cô bé, cứu tôi với. Chú làm sao vậy chú? Có phải chú bị bệnh hay không? Đúng vậy, tôi bị bệnh, cũng sắp chết khát rồi. Chết khát hả? Vậy thì chú có thể uống nước, để cháu về nhà lấy nước cho chú uống. Dù ít thôi, tôi mắc phải một loại bệnh quái ác. Uống nước gì cũng vô ích. Phải uống một loại nước thần mới có thể cứu mạng tôi được. Nước thần hả? Nước thần gì vậy? Chính là nước suối ở sau núi. Nước suối ở sau núi? Chú đúng là có mắt nhìn. Đó là loại nước tốt nhất trên đời. Cháu nghe chú thuận tử nói, nó được gọi là nước hàng thiên. Đúng đúng đúng, chính là loại nước hàng thiên đó mới có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Cô bé, nhưng mà sau núi xa quá, nếu tôi đi chắc chắn sẽ chết mệt giữa đường. Tôi không sống nữa. Sao số của tôi lại khổ thế này? Chú đừng khóc nữa, nhà cháu có nước hàng thiên. Thật sao? Dạ thật. Cô bé, vậy chắc chắn nước này rất đắt đúng không? Cháu nhìn chú, chú là một kẻ ăn xin, trong người lại không có tiền. Chú không mua nổi nước của nhà cháu. Chú đừng khóc. Mẹ của cháu nói làm người phải có tình có nghĩa, phải giống như quan công. Chú yên tâm đi, cháu về nhà lấy nước cho chú. Không cần đâu cô bé, chú xin nhận ý tốt của cháu. Cháu giúp chú như vậy, nhưng mà chú vẫn không dám chấp nhận. Tại sao vậy? Nếu để cho người ta biết chú lấy không nước suối nhà cháu, thì người ta sẽ cười nhạo chú đó. Vậy phải làm sao đây? Cô bé, thế này đi, cháu về nhà lén lấy nước suối cho chú, không được để ai nhìn thấy. Vì vậy thì cháu vừa có thể giúp chú, mà chú cũng có thể nhận nước của cháu. Nhưng cổ họng tôi, họng tôi khát chết mất. Được được được, cháu về nhà lấy nước cho chú, không để ai nhìn thấy là được. Đừng cô bé, Mang theo cái bình này, dùng cái bình này đựng nước. Mạng của chú nhờ cả vào cháu đấy. Nhớ là đừng để ai nhìn thấy nha. Cháu biết rồi. Không đúng, phải rửa tay xong mới được múc nước. Cứu tôi với. Ai cứu tôi với? Nước đến rồi, nước đến rồi. Chú mau uống đi. Họng của chú hết đau rồi. Bệnh của chú khỏi hẳn rồi. Bệnh của chú khỏi rồi. Cô bé, cháu đúng là Bồ Tát sống. Bồ Tát sống. Nếu như chú không sao thì cháu đến trường đi. Cô bé, lại sao nữa? Quay lại đây. Cô bé, cháu cứ cầm cái này về đổ lại đi. Cháu biết không, số nước này vô cùng quý giá, phải lên trên núi dứt giả gánh về. Hơn nữa, cho dù cháu có tiền thì cũng không mua được nó. Nếu cháu không đổ số nước này lại thì sẽ có lỗi với những người lên núi gánh nước. Đúng đúng đúng, không được lãng phí nước tốt như vậy, nên đổ nó lại. Cô bé nhớ đấy, đừng để ai nhìn thấy. Cháu biết rồi. Ông chủ, để tôi làm nốt giúp anh rồi về. Không cần đâu. Không sao,
Tôi vừa dán giấy niêm phong, xem còn thiếu sót gì hay không. Ngày mai còn phải xuất hàng, cậu mau về đi. Như bao nhiêu thế này một mình anh, Thuận Tử còn không về ngủ đi. Ngày mai không còn sức vận chuyển tương, làm tôi lỡ tiền thưởng. Tôi sẽ băng cậu ra làm tương. Lão Trần, anh không sao đâu Thuận Tử. Cái cần cho vào thùng thì đã cho vào rồi, chỉ còn chừng này thôi, cậu mau về nghỉ ngơi đi. Dân ông chủ, tôi về trước đây, ngày mai tôi sẽ đến chuyển tương. Được, gặp lại sau. Đi thông thả nha. Chào phu nhân. Buổi sáng, buổi thế này rồi mà em còn đến cửa hàng tương. Ngày mai là xuất hàng rồi, em có chút không yên tâm, nên đến xem sao. Vậy hả? Tương làm xong rồi chứ? Để em dán giấy niêm phong giúp anh nha. Được. Buổi sáng, em còn nhớ chuyện em rửa chum tương giúp anh hồi còn nhỏ không? Em nhớ chứ? Anh Chấn Cương, bánh bao này cho anh. Cảm ơn em buổi sáng. Đúng lúc anh đang đói. Ăn bánh bao em tặng lại càng có sức để rửa. Anh Chấn Cương, rửa những chum tương này chắc chắn rất mệt, rất vất vả phải không? Vậy thì có sao chứ, làm chút chuyện cho gia đình, dù vất vả cũng là điều nên làm thôi. Vậy anh ăn đi, em rửa giúp anh. Hai đứa đang làm gì đấy? Bội Sang, bánh bao này là mày mang cho Chấn Cương hay sao? Mẹ, con thấy anh Gia Bảo không ăn, cho nên mới mang ra đây. Chưa được sự đồng ý của tao mà tự ý cầm đi thì chính là trộm. Mẹ, con không ăn trộm. Đúng là anh Gia Bảo không ăn, con mới cầm ra đây mà. Mày còn cãi? Mày phải nhớ kỹ, mày chỉ là cô dâu nhỏ, trong mắt không có gia giáo, không có gia quy. Sau này lớn lên còn ghê gớm đến mức nào nữa? Tao nói cho mày biết, bất cứ thứ gì trong nhà này, cho dù là cây kim sợi chỉ, tự ý cầm đi mà chưa được tao cho phép thì chính là ăn trộm. Mẹ, xin mẹ đừng mắng Bội Sang. Em ấy có lòng tốt, thấy con đói bụng mới mang bánh bao cho con ăn thôi. Là con không tốt, là con đã hại em ấy. Mẹ muốn mắng thì mắng con đi, không liên quan đến cậu. Cậu không cần nói đỡ cho nó. Từ nhỏ đã học thói xấu, xem tao xử lý mày thế nào. Mẹ, mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng có đánh Bội Sang. Tôi đang dạy dỗ cô dâu nhỏ của nhà chúng tôi, cậu không có tư cách lên tiếng, cút sang một bên. Tao cho mẹ ăn trộm, xem lần sau mẹ còn dám để hay không. Xem lần sau mẹ còn dám hay không. Mẹ đừng đánh nữa, cho mẹ ăn trộm nè. Sau này con không dám, tao cho mẹ ăn trộm. Mẹ đừng đánh nữa, tao cho mẹ ăn trộm nè. Em còn đau không? Cha từng nói với em, con gái không được sợ đau, không được sợ khổ. Anh Chấn Cương, em xin lỗi, hại anh bị mẹ mắng. Anh cũng không trách em, là tại anh, là anh hại em. Là em có lòng tốt, thấy anh đói bụng mới mang bánh bao cho anh ăn. Vậy chúng ta đừng trách nữa, cũng quên chuyện vừa nãy đi được không? Được. Cha từng nói với chúng ta, có chuyện gì ấm ức thì nghĩ thoáng ra một chút, tốt nhất là quên đó đi. Vậy hiện giờ tâm trạng của anh tốt hơn chưa? Mỗi lần ngồi cùng với em trong chòi nghỉ mát này, nhìn cái cây này, tâm trạng sẽ trở nên cực kỳ tốt. Hồi nhỏ, chúng ta thường ngồi dưới cái cây đó. Đó là mảnh trời thuộc về hai chúng ta, có hồi ức tươi đẹp của hai chúng ta. Ngày mai em muốn đưa An An đến đó. Tại sao em lại muốn đưa An An đến đó? Bởi vì chỉ cần ở đó thì tâm trạng của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Em nghĩ An An biết, chỉ cần ở dưới cái cây đó, chúng ta sẽ có cảm giác nối liền trái tim, sẽ quan tâm lẫn nhau. Em hy vọng thằng bé cũng cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của chúng ta dành cho nó. Đúng vậy, cái cây đó quả thực có ý nghĩa rất đặc biệt đối với chúng ta. Chúng ta đã định tình ở đó, tình cảm của chúng ta cũng bắt đầu ở đó. Hy vọng An An sau khi đến đó cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp. Bội Sang, ngày mai xưởng sản xuất tương phải xuất hàng, anh sợ không có thời gian đi cùng em và An An. Không sao đâu,
xưởng sản xuất tương dựa cả vào anh. Em đi một mình là được rồi. Em đi cùng với con, anh yên tâm đi. Nào, ngồi đi. An An, con xem, đẹp không? Con xem núi này, cả nước nữa này, đẹp không? Nhìn mẹ nào. Ngoan quá. An An, con có biết không? Tuy rằng từ nhỏ con đã không thể nói, nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy con cười là mẹ sẽ cảm thấy rất vui. Hồi còn nhỏ, cha và mẹ thường hay đến đây. Lúc đó mẹ là cô dâu nhỏ, thường xuyên chịu ấm ức, khóc thầm, cũng thường xuyên tự trách về số phận của mình. Thậm chí có mấy lần còn muốn bỏ đi. Lúc đó cũng may là có cha con thường xuyên cổ vũ mẹ, an ủi mẹ, nói với mẹ phải kiên cường, đừng đầu hàng số phận. Vậy nên mẹ mới chịu đựng tất cả sự khổ sở. An An, nơi này có tình yêu của cha và mẹ, cũng có sự quan tâm lẫn nhau chân thành nhất. Chính nhờ sự quan tâm này, mẹ mới cảm thấy hạnh phúc, mới cảm thấy vui vẻ. An An à, mẹ nói với con những điều này là đang cổ vũ con, an ủi con. Hy vọng con cũng sẽ kiên cường, không đầu hàng số phận. Chỉ cần con có niềm tin này, mẹ tin rằng bệnh của con nhất định sẽ thuyên giảm, đúng không? Ngoan. Nào, đi. Ông trời ơi, nếu An An có thể mở miệng gọi chúng con một tiếng cha mẹ thì tốt biết bao. Tại sao nó còn nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi bất hạnh này chứ? Như vậy quá tàn nhẫn, quá bất công với nó rồi. Nếu như đây quả thực là số kiếp của nó, thì hãy để con gánh chịu tất cả đi. Cầu xin người để nó mở miệng gọi chúng con một tiếng cha mẹ, khiến nó tốt lên. Chỉ cần có thể khiến nó tốt lên, dù khổ sở khó khăn đến đâu, con cũng bằng lòng chấp nhận. Ông trời ơi, con cầu xin ông. Cô gia, sắp đến ngày lành miêu ký phải đóng cửa rồi. Nào, tôi mời cậu một ly. Chúc Hồng Ký chúng ta làm ăn hồng phát, khắp thiên hạ không có đối thủ. Tường Tử, anh chắc chắn cô bé kia sẽ đổ lại nước vào bể nước như vậy sao? Xong chuyện tôi đã hỏi nó rồi. Cô gia, nó quả thực đã đổ nước trở lại. Anh không sợ nó nói dối hay sao? Không đâu, tôi thấy cô bé đó rất ngây thơ. Nó hứa đi lấy nước cứu tôi, liền trở về lấy trộm nước thật. Rất đáng yêu, rất lương thiện. Đó là nhờ mẹ của nó dạy dỗ nó cẩn thận. Ừ, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Cô gia, lần này Miêu Ký chết là cái chắc. Chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi.
Cô già, có phải cậu sợ tôi làm gì không đáng tin hay không? Không. Tôi đang nghĩ, đã lâu như vậy rồi, cô ấy sẽ có thay đổi gì? Ý cậu là nhị tiểu thư hay sao? Tôi còn tưởng là cậu nói tôi nữa. Tôi từng gặp nhị tiểu thư mấy lần, vẫn giống như trước đây, không thay đổi. Không thay đổi. Cô ấy không thay đổi chút nào. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ khiến cô ấy thay đổi. Nào cô gia, buộc chặt vào. Đi đường chồng chành, tường sẽ đổ ra ngoài đó. Vất vả rồi. Buộc chặt chút. Ông chủ, tôi muốn ứng trước một ít tiền, không biết có được hay không. Được. Lát nữa bảo lão hồ đến phòng thu chi lấy, được không? Được, cảm ơn ông chủ, cố lên nha. Dân, buộc chặt chút đi. Đi đường sốc lắm đấy. Thằng ranh này, tôi đánh chết cậu. Được rồi, Trần sư phụ, có chuyện gì vậy? Cậu xem, thằng ranh này làm đổ hết tương ra đất rồi. Sao lại làm đổ được? Tôi xin lỗi Trần sư phụ, tất cả là tại cậu. Tôi còn chưa cho tương lên xe, cậu ta đã kéo xe chạy như bị điên. Công nhân khiêng tương không biết đặt một cái, cả xe tương cứ thế bị dở. Bây giờ chúng ta xuất hàng kiểu gì đây? Tôi đánh chết cậu. Được rồi, đừng có đánh nữa. Hôm nay ít người, anh đánh cậu ấy bị thương thì ai làm việc đây? Nào, cậu quét dọn tương dưới đất, sau đó mang một thùng trong kho ra đây. Đi đi. Dân ông chủ, ông chủ, chúng ta đâu còn tương nữa. Ông chủ, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm nay nên đã chuẩn bị tương dự phòng để ở trong kho. Được rồi, mọi người cố lên. Chỉ cần chuyến hàng này xuất thuận lợi thì chúng ta có thể đón năm mới rồi. Mọi người cố lên, làm việc cẩn thận. Dân, nhanh lên. Bội Sang, Tiêu Đình, Bội Sang, 7-8 năm không gặp rồi. Thế nào rồi? Tôi rất nhớ các cô. Cô và Chấn Cương có khỏe không? Chúng tôi đều khỏe. Chúng tôi cũng rất nhớ cô. Tiêu Đình, cô lại xinh hơn trước rồi. Xinh thì có ích gì chứ? Chẳng có ai yêu tôi hết. Bội Sang, tôi ngưỡng mộ cô lắm. Cậu bé này là con trai của cô sao? Nó tên là An An, đã 5 tuổi rồi. An An, nhìn đã thấy thích. An An, gọi gì nào? Tiêu Đình, rất xin lỗi, đến bây giờ An An vẫn chưa biết nói. Sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Đã khám rất nhiều bác sĩ rồi, nhưng bác sĩ cũng không biết tại sao. Tiêu Đình, hôm nay tôi đến tìm cô vì nghĩ cô là cô giáo, chắc là hiểu khá rõ về tâm lý trẻ nhỏ, có lẽ cô có thể giúp được nó. Bội Sang, nếu bị căm bẩm sinh thì tôi đành bó tay. Còn nếu là bị bệnh tự kỷ thì tôi có thể dẫn dắt nó, dạy dỗ nó như dẫn dắt trẻ em. Bệnh tự kỷ, về việc đó là gì thì tôi cũng không rõ, bởi vì tôi không phải là bác sĩ. Nhưng tôi biết bệnh tự kỷ là do chức năng đại não gặp trở ngại, xảy ra sự khác thường. Có lúc gặp kích thích sẽ vừa khóc lóc vừa làm loạn, còn không thích lại gần người khác. Bội Sang, rốt cuộc chữa thế nào thì cô phải hỏi bác sĩ. Tôi chỉ có thể giúp đỡ nó hết sức thôi. Tiêu Đình, vậy là đã cảm ơn cô lắm rồi. Sau này làm phiền cô nhiều hơn rồi. Không sao. An An, sau này dì sẽ dạy con viết chữ, dạy con đọc sách, dạy con hát, dạy con vẽ được không? An An ngoan quá. Đúng là thế sự khó lường. Không ngờ sau khi anh Trấn Cương và Bội Sang kết hôn, đứa con sinh ra lại mắc bệnh tự kỷ hiếm gặp. Không những đứa con đáng thương, mà ngay cả người làm cha làm mẹ cũng mang gánh nặng nặng đề và đau khổ. Tuy mình đố kỵ với Bội Sang, cũng không thể quên được anh Trấn Cương, nhưng với tình cảm và duyên phận trước đây, mình nhất định sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Diều đây. Ông chủ, chiếc diều này bao nhiêu? 2 đồng. Được, tôi lấy cái này. Tiền đây, cảm ơn. Tôi lấy chiếc diều này. Tôi đã mua rồi mà. Không được, ông chủ, xin hãy bán cho tôi chiếc diều này được không?
Tiểu thư, chiếc diều này đã được vị tiên sinh này mua rồi, cô xem cái khác đi. Không được, không được, tôi chỉ lấy chiếc diều này thôi. Cô, thế này đi, tôi trả cho anh gấp đôi. Anh bán nó cho tôi đi. Làm gì có chuyện như vậy. Cô đã từng nghe câu tiền trao cháo bút chưa? Tôi đã mua chiếc diều này, nó đã là của tôi rồi. Chiếc diều này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Anh nhường nó cho tôi sẽ đưa hết tiền cho anh. Trên đời này lắm người kỳ lạ quá. Đây chỉ là một chiếc diều, chứ đâu phải bà dì tổ tiên. Sao cô phải cuốn quýt lên như vậy? Tôi... Tóm lại là anh nhường nó cho tôi được không? Cô không nói lý, mà cứ bắt tôi nhường diều cho cô. Tôi nói cho mày biết, không nhường đó, không được. Hôm nay tôi phải lấy cho bằng được. Dùng tiền không được thì định cướp hả? Cô đừng giở trò này với tôi không rảnh. Biến đi. Đồ ghê gớm này, không mua được thì cướp thật đấy hả? Cô đền diều cho tôi đi. Diều của tôi, diều của cô, đền diều cho tôi. Anh. Tiên sinh, anh làm vậy là không đúng rồi. Chính vì chiếc diều này chỉ có một, cho nên cô gái này mới tranh giành diều với anh. Cứ gì anh lại phải bắt cô ấy đền diều cho anh chứ? Vậy phải làm sao? Cũng không thể nào cứ thế bỏ qua được. Anh xem, chiếc diều này đã bị hỏng rồi, cũng chỉ đành đền tiền mới xong được. Diều, đây. Nhưng đây, tiên sinh, số tiền này đủ mua 10 chiếc diều rồi. Người ta thành tâm thành ý xin anh nhường. Anh là đàn ông, cãi nhau với một cô gái làm gì chứ, có đúng không? Được rồi, được rồi. Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Tiên sinh, lại làm sao nữa? Nửa chiếc diều trong tay của anh, nửa chiếc diều thì sao chứ? Tiền đã đưa đủ cho anh rồi, thì tức là cô gái đã mua con diều này. Anh không có lý do gì cầm nửa con diều này nữa, đúng không? Làm gì có chuyện như vậy. Chắc anh cũng hiểu đạo lý tiền trao cháo bút chứ. Ơ, đây. Cảm ơn anh. Quý khách, món ăn của anh đây. Tôi đau bụng quá. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Ở phía sau. Anh sao vậy? Nhà vệ sinh của các cậu ở đâu? Ở bên đó, phía sau. Tiểu Nhị, ở đâu? Ở phía sau, ở phía sau. Có chuyện gì vậy? Nói cậu đó. Phía sau cái gì? Chuyện gì vậy? Chuyện này, ông chủ, tôi cũng không biết là chuyện gì. Đau bụng quá. Có phải các người hạ độc vô món ăn hay không vậy? Nè nè, mau đi mau đi mau. Đi mau đi mau. Ông chủ Long, tôi tới thu tiền hàng. Hôm nay làm ăn tốt ha. Đã tới giờ này rồi, còn chưa dọn bàn hay sao? Dọn bàn gì chứ? Tôi đang chờ cậu tới đó. Sao vậy? Ai khiến cho anh giận dữ vậy? Ai vậy chứ? Tư của các cậu đó. Cậu coi đi. Hôm nay khách hàng ăn tư của các cậu, người nào người nấy bị tiêu chảy hết. Tôi chẳng những không kiếm được xu nào, mà còn phải đền một số tiền lớn để mời đại phu đó. Không thể nào đâu ông chủ Long. Vì kiểm tra chất lượng lô tương này cực kỳ nghiêm ngặt. Có phải cá khô ở chỗ ông có vấn đề gì hay không? Cậu coi, cậu có khách ở bàn này, sao người ta ăn cá không thì không sao? Ông, không phải ông nói tất cả khách hàng đều bị tiêu chảy hay sao? Vậy ông, đó là vì khách hàng ăn mì trộn với nước tương của các cậu thôi. Vậy cái gì? Tôi nói cho cậu biết nha, Thuận Tử. Hôm nay tôi đã kêu người phục vụ nếm thử một lượt tất cả món ăn ở đây. Món ăn khiến khách hàng bị tiêu chảy đều trộn với nước tương của cậu. Cậu coi đi, cậu coi đi, không có đơn nào được thanh toán hết. Cậu nói đi, cậu nói coi, cậu phải đền tôi bao nhiêu tiền? Tôi cậu nói đi. Đông gia, ngoài kia có một đám người nói tương của chúng ta có vấn đề, đều muốn trả lại hàng. Chúng tôi không ngăn cản được. Mọi người bình tĩnh lại, bình tĩnh chút đi. Mọi người bình tĩnh lại đi. Ông chủ của chúng tôi ra rồi, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Mọi người bình tĩnh đi mà. Yên lặng hết nào, yên lặng một chút. Mọi người yên lặng, Đông gia chúng tôi muốn nói chuyện. Các vị, tương của Miêu Ký chúng tôi có vấn đề, xin mọi người yên tâm. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ trong xử chúng tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Hơn nữa số tương này rốt cuộc có vấn đề ở đâu, còn chờ điều tra rõ ràng. Xin mọi người xếp hàng, đăng ký tổn thất của mọi người với kế toán hộ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Nếu như anh không trả được tiền thì sao? Đúng, phải cho một câu trả lời. Từ khi tôi tiếp quản Miêu Ký, tôi vẫn luôn tuân thủ giáo huấn của cha nuôi tôi, đặt khách hàng lên trên hết.
Hôm nay tôi hại mọi người chịu khổ, các vị xin cứ yên tâm, dù tôi có phải bán đất bán xưởng cũng nhất định bù đắp tổn thất cho các vị. Nè, mọi người theo tôi vô trong đăng ký. Đi thôi đi thôi, xin mời. Đi thôi đi thôi. Đông gia, chuyện này không sao. Bây giờ tôi đang nghĩ, tại sao tương của chúng ta làm ra lại khiến người ăn vô bị tiêu chảy? Thợ Trần, công thức lần này đều theo nguyên tắc hết, nhiệt độ và độ ẩm đều được kiểm soát chặt chẽ. Vậy toàn là đậu tầm trắng của gia đình phải không? Không hề có đậu tạp nham. Đông gia, cậu nghi ngờ tay nghề của chúng tôi hay sao? Không phải như vậy. Tôi đang nghĩ chúng ta phạm phải lỗi lớn như vậy, chắc chắn là sai sót ở khâu nào đó trong quá trình sản xuất. Loanh quanh một hồi, cậu vẫn dòng do chửi tôi. Thợ Trần, không phải như vậy. Đông gia không có ý này. Chúng ta đừng làm phiền Đông gia nữa, để anh ấy bình tĩnh trước đi. Thợ Trần, nè, qua đây. Lạ thật, muối không có vấn đề, công thức cũng không sai. Tại sao tương làm ra lại khiến người ta tiêu chảy vậy? Đúng vậy Đông gia, chúng ta đã thử tới 10 lần rồi. Nghỉ ngơi một lát đi, tôi tiêu chảy tới mất nước luôn rồi. Thuận tử, không được để mất nước. Cậu mang vô phòng nước, uống chút nước đi. Nhưng mà càng uống càng tiêu chảy nặng hơn. Tôi thấy triệu chứng này, em là không thể uống nước được. Làm gì có lý nào tiêu chảy lại không được uống nước. Cậu đúng là nước, nước. Đông gia, anh làm gì vậy? Chúng ta đã thử hết tất cả nguyên liệu, cho dù có cẩn thận cỡ nào thì tương làm ra cũng có vấn đề. Vậy nên tôi đang nghĩ, vấn đề của số tương này chắc chắn xuất phát từ nước hàng thiên đem về từ ngọn núi phía sau. Không thể nào Đông gia, nước này là nước mà mọi người vất vả lắm mới chọn ra được, không dễ dàng gì đâu. Lúc mọi người sử dụng nước cũng rất mực cẩn thận. Anh coi, nước này vừa sạch vừa trong mà. Sao vậy Đông gia? Anh sao vậy? Mau, đi mau, mau thông báo với lão Hồ và thợ Trần nữa, phải thu hồi lại hết số tương này, thu hồi toàn bộ. Mau, đi nhanh lên. Dạ. Tại sao chứ? Tại sao lại thu hồi tất cả tương của chúng ta? Đông gia nói thu hồi thì thu hồi đi, anh nói nhiều như vậy làm gì? Cậu, Đông gia thu hồi tương, vậy món mì hạnh phúc của chúng tôi tính sao? Còn món mì hạnh phúc gì nữa? Nếu như thu hồi hết số tương này thì tiền lương của chúng ta có được phát hay không còn là một vấn đề đó. Thuận tử, rốt cuộc Đông gia nói sao? Chuyện này, Đông gia tới rồi, tiền lương của mọi người tôi sẽ nghĩ cách thu hồi lại hết số tương này đã. Đông gia, tại sao phải thu hồi hết? Mặc dù hôm qua có rất nhiều người trả hàng, nhưng chưa tới 3 phần số hàng chúng ta xuất đi. Đúng vậy, 3 phần đã bị trả lại rồi, vẫn dùng được 7 phần mà. Tại sao chúng ta cứ phải thu hồi hết số hàng của mình vậy? Đúng vậy, đúng vậy, tại sao phải thu hồi hàng? Đúng vậy, tại sao phải thu hồi? Tại sao vậy Đông gia? Lô tương này không thể ăn được, nhất định phải thu hồi toàn bộ. Nhưng mà Đông gia, hiện giờ chúng ta phải trả khoản vay, tiền công và khoản nợ ngân hàng. Nếu chúng ta thực sự phải thu hồi toàn bộ hàng thì sẽ không còn tiền để chi trả nữa. Lão Hồ nói đúng đó, người mua tương này về cũng có khối người 2-3 năm mới ăn. Người ta nói làm việc không cần vội vàng, chúng ta đâu nhất thiết phải vội vàng thu hồi tương của mình về, từ các đường sống của mình chứ. Thợ Trần à, hội cha nuôi tôi còn sống để dặn dò ra sao? Lẽ nào anh đã quên phải đặt khách hàng lên hàng đầu? Nhưng khoản vay ngân hàng, Lão Hồ, Đông gia, cậu hung dữ với Lão Hồ làm gì? Chúng tôi chỉ sốt ruột vì xưởng tương thôi. Mặc dù nói nên đặt khách hàng lên hàng đầu, điều này không sai, nhưng mà hiện giờ xưởng tương cũng sắp mất rồi. Cậu muốn làm kinh doanh hay muốn làm từ thiện? Việc cấp bách trước mắt của chúng ta vẫn nên thu hồi những khoản tiền khác về. Có tiền giải quyết việc gấp trước, những việc khác sau này rồi tính. Được, anh có biết lô tương này có vấn đề từ đâu không? Là từ nước. Chỉ cần uống nước từ phòng nước của chúng ta là tiêu chảy. Vậy thì không nên thu hồi hàng hay sao? Đông gia, Đông gia, Đông gia, Đông gia, cậu làm gì vậy? Đông gia, Đông gia, cậu làm gì vậy? Đông gia, Đông gia,
Đông gia, dùng thứ nước này thì tôi làm ăn gì nữa chứ, làm từ thiện gì nữa chứ. Thu hồi tương, cùng lắm là tôi mất tiền, sau này vẫn còn cơ hội. Nếu không thu hồi tương thì sẽ phá thương hiệu Miêu Ký vĩnh viễn. Kinh doanh và hành thiện, về cơ bản thì nó là cùng một vấn đề. Làm ra loại tương này không chỉ là gây điều ác mà còn phá hỏng về kinh doanh. Bây giờ mọi người có thể thu hồi lại tương rồi chứ. Tôi sẽ đi. Đông gia, tôi xin lỗi. Lưu sư phụ. Ông chủ Dương. Lưu sư phụ. Lưu sư phụ à, lô tương của chúng ta phải làm kịp dịp Tết. Tổng cộng còn bao nhiêu nguyên liệu nữa? Nguyên liệu hay sao? Tính cả hôm qua mua về, tổng cộng là 20.000 cân. Vậy trong kho còn bao nhiêu? Còn khoảng, chắc chưa tới 5.000 cân. Vậy thế này, đem hết số đậu trong kho xuống. Ngoài ra tôi sẽ đặt thêm 5.000 cân. Chúng ta không có nhiều đơn đặt hàng tới vậy. Chú không cần phải lo, cứ làm theo là được. Chúng ta cũng không có đủ hủ tương. Hơn nữa công nhân có làm kịp hay không? Không đủ hủ tương, rút ngắn thời gian ngâm từng hủ. Công việc nhiều thì mỗi công nhân làm thêm 2 ca, chẳng phải kịp rồi hay sao? Nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều công nhân tới vậy. Được rồi, cứ quyết vậy đi. Chú mau chóng điều phối nhân lực, tôi sẽ kêu lão Ngô đặt hàng. Lưu sư phụ, ông chủ Dương, ông ấy nói gì vậy? Mà sao sắc mặt của anh khó coi vậy? Cậu ấy nói sẽ nhập thêm 10.000 cân nguyên liệu. 10.000 cân hả? Đúng vậy. Vậy là gấp đôi sản lượng hiện giờ của chúng ta. Nhiều như vậy chúng ta có làm kịp hay không? Thì đó, cha. Tử Hào. Cha, Tử Hào, Lưu sư phụ, mọi người đã nghe nói gì chưa? Sao vậy? Tương Miêu Ký có chuyện rồi. Tất cả hàng hóa bị trả lại hết. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Đúng, tôi đã từng ăn tương Miêu Ký rồi. Chất lượng không tệ hơn Hồng Ký của chúng ta đâu. Đúng vậy, sao lại có chuyện thu hồi hàng? Hèn gì hôm nay ông chủ Dương kêu chúng ta thêm 10.000 cân nguyên liệu. Cậu ta sớm biết Miêu Ký sẽ gặp chuyện mà. Vậy chắc chắn là anh ta giở trò. Con vừa mới nghe nói Miêu Ký gặp chuyện là liền nghĩ tới, chắc chắn đó là chuyện tốt do tên khốn nó gây ra. Con nhỏ tiếng thôi, ông chủ Dương đang ở trong xưởng đó, anh ta có mặt thì tốt rồi. Hôm nay con sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta. Con không làm nữa, làm việc giúp cho anh ta. Đúng là nối giáo cho giặc mà. Thằng nhóc ngốc nghếch, nối giáo cho giặc gì? Đây là sản nghiệp do Hồng lão gia để lại. Chúng ta đã hứa với nhị thiếu gia phải thay cậu ấy chăm sóc tốt cho cửa hàng tương mà. Đúng vậy, chúng ta đã hứa với nhị thiếu gia rồi. Chúng ta chưa có chứng cứ, chỉ là suy đoán thôi. Hơn nữa, xưởng tương Miêu Ký mà nhị thiếu gia kinh doanh gặp hoàn cảnh khó khăn, giờ lại gặp sóng gió lớn như vậy. Ở thời khắc quan trọng như vậy, chúng ta không thể rời khỏi xưởng tương Hồng Ký được. Nếu như ông chủ Dương truy cứu ra, sẽ lại gây thêm rắc rối cho nhị thiếu gia nữa. Cô gia, cô gia. Cô gia, cô gia. Chúng ta thành công rồi. Số tương đó của Miêu Ký đã bị trả lại hết rồi. Tốt. Tôi đã sớm dự liệu. Tường Tử, lần này làm tốt lắm. Anh bỏ thuốc vô nguồn nước, chiêu này quả nhiên đã giải quyết tận gốc. Hay lắm, hay lắm. Cô gia quá khen, quá khen. Cô gia, vậy chuyện ba, à không, 500 đại dương cậu nói lần trước. Tường Tử, anh yên tâm đi, Dương Khải Thành tôi là người nói lời giữ lời, không thiếu của anh đâu. Tử Hào, sao cậu lại ở đây?
Cậu trừng mắt gì chứ? Cô Gia đang hỏi cậu đó. Tử Hào, sao con lại chạy tới đây? Cậu không mau quay về làm việc, chỉ gây thêm rắc rối cho cha thôi. Ông chủ Dương, xin lỗi. Thằng nhóc này ưa gây chuyện thị phi. Không sao đâu Hoàng sư phụ. Tử Hào là nhân tài của xưởng chúng ta, học thức cao, năng lực tốt. Quan trọng là cậu ta biết cách làm ăn. Tôi còn tính cuối năm sẽ tăng lương cho cậu ta nữa. Chuyện này ông chủ Dương cảm ơn cậu. Tôi cũng thay mặt Tử Hào cảm ơn cậu trước. Cảm ơn ông chủ. Đi, đi mau. Đi. Cô Gia, phải tìm mấy người dạy dỗ thằng nhóc này mới được. Chấn Cương, anh đã hai ngày không ăn cơm rồi. Cho dù việc làm ăn gặp phải vấn đề gì thì ít ra anh cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình. Cha, hàng của chúng ta bị trả lại rồi, không kiếm được tiền. Tới Tết cha đừng mua áo mới cho con nữa. Giày của con vẫn đi được mà, cũng không cần mua quà vặt nữa. Bình bình ngoan, đây là chuyện của người lớn, con nít không cần lo lắng. Bình Bình, cha xin lỗi con. Cha không thể cho con cuộc sống tốt để mọi người chịu khổ cùng cha. Tại sao anh lại nói với con nhỏ mấy lời như vậy? Bình Bình, ngoan. Nè, ăn đi con. Cha, mẹ. Cha mẹ cũng ăn nhiều một chút. Bình Bình ngoan thật đó. Cha, Bình Bình ngoan, cha không sao. Mau ăn cơm đi con. Mẹ, mẹ. Bình Bình, sao con còn chưa ngủ? Con không ngủ được. Tại sao vậy? Con sợ khi con tỉnh rồi tương của cha lại bị trả về. Mẹ, không phải tương của chúng ta là loại tốt nhất hay sao? Tại sao lại bị trả về? Bình Bình ngoan, chuyện của người lớn mẹ rất khó giải thích cho con hiểu. Nhưng tương của cha con đã thu hồi hết rồi. Con không cần phải lo lắng. Thật sao? Thật. Con ngủ đi. Mẹ, vậy mẹ có thể ngủ cùng con không? Con thấy hơi sợ. Được, nè. Ngủ đi con. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Tử Hào, sao cậu tới đây vậy? Tôi biết xưởng của anh xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới đây. Sao vậy? Sao trong xưởng không có một ai vậy? Mọi người đã về hết rồi, tiền lương cũng chưa trả được, giữ lại người ta cũng ngại lắm. Nhị thiếu gia, tôi biết chỗ của anh rất khó khăn, nhưng mà tôi lại không ngờ sự tình lại nghiêm trọng tới vậy. Đáng ghét. Đều là chuyện tốt cho tên đê tiện bỉ ổi Dương Khải Thành gây ra. Đừng nói bậy. Là do nước của tôi có vấn đề, không trách người khác được. Vị thiếu gia,
Anh đừng có để người ta bán đứng mà còn nói tốt cho người ta được không? Thật ra tôi đã tận tai nghe thấy, sở dĩ nước của anh gặp vấn đề là chuyện tốt do tên Dương Khải Thành kia chỉ thị cho tay chân của hắn, tên là Tường Tử gây ra. Cái gì? Bọn họ đã bỏ độc vô nước của anh. Vị thiếu gia, tại sao vậy? Tại sao Dương Khải Thành phải tuyệt tình như vậy? Anh ta liên tục chèn ép tôi trong chuyện kinh doanh, tôi không kêu lời nào. Vì Hồng Ký, nếu tránh được là tôi tránh liền. Vì muốn chèn ép tôi mà anh ta lại làm tổn thương bao nhiêu người vô tội. Tại sao? Vị thiếu gia, tại sao vậy? Anh đừng để người ta bán đứng anh mà còn nói tốt cho người ta được không? Thật ra tôi đã tận tai nghe thấy, sở dĩ nước của anh gặp vấn đề là chuyện tốt do tên Dương Khải Thành kia chỉ thị cho tay chân của hắn tên là Tường Tử gây ra. Bọn họ đã bỏ độc vô nước của anh. Từ hôm nay, mấy người là người mới của xưởng tương Hồng Ký. Bây giờ tôi phân công công việc. Cậu phụ trách nhà kho này, cậu phụ trách bảo trì máy móc. Lão gia, cậu phụ trách tháng sau bắt đầu nhập lượng lớn nguyên liệu. Tôi chuẩn bị cho 5 nhân công mới, tính để họ bắt đầu từ việc rửa hũ, vận chuyển nguyên liệu. Tháng sau bắt đầu làm tương, ông coi có được hay không? Mấy ngày nay xưởng giùm của tôi cũng bận. Chuyện của xưởng tương cần người, ông cứ quyết định là được. Chỉ có một chuyện, lão gia cứ dặn dò, nếu bây giờ xưởng tương thêm nhân công thì sau này đừng để Chấn Cương làm việc nặng nhọc nữa. Dạ. Lần sau mà vị thiếu gia còn tranh cọ hũ thì tôi sẽ đập vỡ cái hũ đó. Cha, Hoàng sư phụ, Chấn Cương, Khải Thành, lâu rồi không gặp. Chấn Cương, hai đứa quen nhau hay sao? Người này là cha. Người này là người bạn thân mà con đã nhắc tới với cha đó, Dương Khải Thành. À đúng rồi, Khải Thành, không phải cậu đã nước ngoài du học hay sao? Tại sao cậu lại... Đúng là một lời khó nói hết. Không ngờ mới có 2 năm mà nhà họ Dương lại thay đổi lớn tới vậy. Sau khi sự nghiệp của cha tôi lụi bại, không bao lâu sau, ông và người mẹ nhiều bệnh của tôi lần lượt qua đời. Buộc tôi ra nước ngoài chưa học xong đã vội quay về. Nhưng điều tôi không ngờ tới là họ hàng khi nhìn thấy tôi lại cố né tránh. Tôi và Tiêu Đình thật sự không sống nổi nữa. Tôi lại nhất thời không tìm được công việc nào hết. Vậy nên khi thấy thông tin tuyển dụng, tôi liền vội tới ứng tuyển. Nhưng mà không ngờ lại gặp mọi người. Thật là đáng tiếc. Cha, Khải Thành từng học đại học, để cậu ấy làm việc nặng nhọc thì tiếc quá. Chúng ta đừng để cậu ấy làm việc nặng nữa, cho cậu ấy làm việc ngoài quầy đi. Chấn Cương, Khải Thành, tiền công ở ngoài quầy nhiều hơn là làm nhân công, cậu ra quầy làm đi. Cha, từ nhỏ Khải Thành đã rất thông minh, cậu ấy sẽ là một người giỏi giang. Con bảo đảm với cha, mời cậu ấy là chúng ta kiếm được đó. Thằng nhóc con, con còn gấp chưa kìa. Cha có nói là không cho sao? Cậu tên là Dương Khải Thành phải không? Dạ, Hồng lão gia. Vậy đi, sáng ngày mai cậu tới quầy thu ngân lĩnh một ít tiền, đổi lấy một bộ quần áo cho tươm tất. Ngày mốt cùng vị thiếu gia ra quầy làm việc. Cha, cảm ơn cha, cảm ơn cha. Coi con gấp chưa kìa, còn vui hơn người ta nữa. Khải Thành, mau cảm ơn cha tôi đi. Cảm ơn Hồng lão gia, cảm ơn Hồng lão gia. Ngồi đi, ngồi đi. Tôi nhất định sẽ cố gắng báo đáp. À không, là vị thiếu gia. Báo đáp đại ân đại đức của ông và vị thiếu gia. Cảm ơn Hồng lão gia. Dương Khải Thành, tại sao cậu lại làm như vậy?
tôi và cha tôi đối xử với cậu ra sao mà cậu lại dùng thủ đoạn hạ lưu này để đối phó tôi. Điều cha tôi quý nhất lúc còn sống là lương tâm. Điều ông coi trọng nhất là chất lượng tương và sự an toàn của khách hàng. Cậu lại ra tay làm chuyện này cho được. Bây giờ cậu dùng thủ đoạn hạ lưu này đối phó tôi, còn hãm hại những người dân vô tội kia. Cậu làm như vậy thì thương hiệu Hồng Ký sẽ trụ được bao lâu nữa đây? Cha ở trên trời của Linh sẽ đau biết mấy, buồn biết mấy. Bội Sang, Tiêu Đình. Bội Sang à, vì bệnh tự kỷ của An An, tôi đã tìm bác sĩ chuyên về lĩnh vực này. Bác sĩ cho tôi một ít tài liệu, cô cầm về đọc đi. Tiêu Đình, cảm ơn cô, đừng khách sáo. Bội Sang, chúng ta đều là phụ nữ, tôi rất hiểu sự quan tâm và kỳ vọng mà một người mẹ dành cho con mình. Trùng hợp một học sinh tôi từng dạy trước đây có triệu chứng cũng giống như An An. Sau đó tôi cũng đã đi tìm bác sĩ đó. Vậy người đó có khỏi bệnh không? Chuyện này tôi cũng không rõ nữa, vì chẳng bao lâu sau họ chuyển tới Thượng Hải. Tôi từng nghe người đi trước nói căn bệnh không thể nói được như An An. Họ gọi là thiếu tập trung. Thiếu tập trung. Người đi trước cho rằng sau khi linh hồn của đứa trẻ thoát xác thì sẽ như vậy. Chúng ta nên lắng nghe nó. Bội Sang, có một cách chữa trị dân gian, cô có muốn thử hay không? Dù là cách gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Cách chữa trị dân gian như thế nào? Là khi trời mưa có sấm sét thì đánh chiêng bên tai thằng nhỏ để kích thích dây thần kinh não bộ của nó và vừa phải kêu tên của nó. Như vậy, linh hồn và hồn phách của đứa nhỏ sẽ quay về. Phu nhân, ông trời ơi, An An là con trai của con, từ nhỏ đã không biết nói, bị người ta ức hiếp, bị người ta cười nhạo. Con xin ông trời từ bi, cho thằng nhỏ mở miệng nói một câu. An An, An An, con mở miệng kêu mẹ một tiếng đi con. Con mở miệng nói chuyện đi An An. Kêu một tiếng mẹ đi. Kêu nhanh lên đi con. Phu nhân làm vậy có ích gì hay không? An An mau kêu đi con. An An, An An. Phu nhân đừng gõ nữa, mẹ chờ sắp phát khùng rồi, con có biết hay không? Kêu nhanh đi con. Bội Sang, xảy ra chuyện gì vậy? Ngọc Thu, mau đưa thằng nhỏ vô phòng đi. Nhanh lên. Bội Sang, Bội Sang, xảy ra chuyện gì vậy? Chấn Cương, Chấn Cương, anh biết không? Em chỉ muốn con trai của em nói được thôi. Em đã nghĩ rất nhiều lần rồi. Em rất hy vọng, rất hy vọng. Nhưng em có cố gắng thế nào cũng không được. An An, rốt cuộc mẹ phải làm sao đi? Mau vô phòng đi, làm vậy em sẽ cảm lạnh đó. Mau vô phòng đi em, đi. Bội Sang,
Uống chén canh gừng tiêu trừ hàn khí. Dạo này anh cứ bận rộn việc của xưởng tương, em cũng biết. Thấy anh buồn phiền, vậy nên có vài chuyện em vẫn chưa nói với anh. Em đã đi tìm Tiêu Đình. Chuyện tối nay anh không cười em ngốc nghếch chứ? Bội Sang, em đừng nghĩ nhiều. Nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ giống như em thôi. Chúng ta đều vì con trai. Chỉ cần có bất cứ hy vọng nào, bất cứ cơ hội nào thì anh cũng chấp nhận thử. Dù sao cũng là tấm lòng cha mẹ mà. Nhưng mà An An nó vẫn như vậy. Mẹ con gắn bó, lần nào em cũng cảm nhận được con muốn kêu chúng ta là cha mẹ. Em có thể cảm nhận được con muốn nói với chúng ta: cha mẹ, con là An An. Con biết cha mẹ rất thương con. Thế nhưng thằng nhỏ cố hết sức cũng không nói ra được. Nhìn dáng vẻ của con, em thật sự rất đau lòng. Được rồi Bội Sang, em đừng buồn nữa. Vì An An em đã cố gắng lắm rồi, cũng vất vả quá nhiều rồi. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Giờ chúng ta có thể làm là bình tĩnh lại. Em buồn bã, con nhìn thấy em như vậy, trong lòng chúng cũng sẽ buồn theo. Vậy nên em phải cố gắng giữ nụ cười, như vậy tụi nhỏ mới vui vẻ được. Được. Thôi được rồi, em đừng khóc nữa. Ông chủ, số tương đợt trước gây thiệt hại cho anh, tôi thật sự rất xin lỗi. Số tương anh nhập đợt trước chúng tôi cũng sẽ thu hồi toàn bộ. Phiền anh cho Miêu Ký thêm cơ hội nữa mua loại tương khác của chúng tôi. Ông chủ Hồng, chúng ta cũng coi như bạn cũ nhiều năm. Dạ. Tương của các anh, tôi là khách hàng trung thành của các anh mà. Dạ phải. Nếu tương của các anh tốt, lẽ nào tôi lại không cần? Rắc rối các người gây ra lần này thật sự quá lớn. Dạ phải. Lần này đúng là sơ suất của chúng tôi. Nhưng chỉ cần anh cho chúng tôi thêm một cơ hội, tôi có thể đảm bảo, chúng tôi đảm bảo sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Ông chủ Hồng, tôi biết anh là người có năng lực, cũng biết anh thành tâm tới xin lỗi tôi. Nhưng mà từ khi khách hàng ăn tương của các anh lần trước thì việc kinh doanh của tôi cũng không ổn. Anh coi đó, cũng gần tới trưa rồi mà tôi cũng không có một người khách nào hết. Dù tương của anh có tốt hơn nữa thì cũng không có chỗ để dùng. Ông chủ à, xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy anh. Ông chủ Hồng, tôi cũng đã nghe nói rồi, lần này các anh bị người ta hãm hại. Số tương lần trước lấy của anh tôi cũng chưa trả tiền. Vậy chúng ta cứ bỏ qua như vậy đi. Ông chủ, cảm ơn anh. Không thì tôi cáo từ trước vậy. Được rồi, được rồi. À đúng rồi ông chủ, hồi nãy tôi đã nói với anh đó, phiền anh thu hồi lại số nước tương mà anh đã bán cho khách trước đó. Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Vậy tôi cáo từ trước. Được rồi. Rõ ràng là một người tốt. Đã tới lúc này rồi mà còn nghĩ tới những khách hàng đó. Anh ta bán tương mà. Nhưng cái thói đời này. Nhà thứ 8 rồi. Hồng Chấn Cương,
mày phải gắng gượng, nhất định phải gắng gượng. Trong xưởng còn một đống công nhân đang chờ phát lương, trong nhà còn vợ con chờ mày nuôi sống. Cho dù thế nào cũng phải gắng gượng. Trời không tuyệt đường con người, mày nhất định sẽ làm được. Nè An An, như vậy nè, biết chưa, như vậy nè. Nè, An An giỏi quá, biết tự ăn cơm rồi. Mẹ, An An biết tự ăn cơm rồi mẹ. Mẹ mau tới coi nè, An An tự ăn cơm nè. Từ từ thôi. Phu nhân, An An, con biết tự ăn cơm rồi. An An mau, mau ăn một miếng cho mẹ coi. An An, ăn nhanh đi. An An giỏi quá, phu nhân. An An, An An biết tự ăn cơm rồi, giỏi quá. An An ngoan thật đó. Cha, cha về rồi. Hôm nay Bình Bình có ngoan hay không? Có nghe lời mẹ không? Dạ ngoan, con giúp mẹ dọn đồ ăn, còn dạy An An ăn cơm nữa. Bình Bình, con ăn cơm trước đi, mẹ có chuyện cần nói với cha của con. Hôm nay đi nhờ giả mấy tiệm đó kết quả thế nào rồi? Cha, tương đậu của chúng ta lại bị trả lại rồi phải không? Dĩ nhiên là không, không bị trả lại nữa. Có vài cửa tiệm để tình cũ trước đây vẫn nhập loại tương khách của chúng ta. Cha, về cửa hàng tương của chúng ta không sao nữa phải không cha? Dĩ nhiên là không sao. Bình Bình, con ăn cơm cùng với Ngọc Thu trước nha. Đi. Rốt cuộc tình hình ra sao rồi? Chạy mấy chục cửa tiệm, nhưng những người dám dùng tương của chúng ta lại không có mấy. Kết quả quả nhiên là như vậy. Bản thân của chúng ta phạm phải sai lầm lớn như vậy, không thể trách người khác được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cửa hàng tương Miêu Ký e là sẽ bị quỷ trong tay của chúng ta mất. Đừng lo lắng, có vài cửa tiệm lâu năm biết chúng ta bị hãm hại. Mặc dù bây giờ họ không dám hợp tác với chúng ta, nhưng mà sau này vẫn còn có cơ hội để hợp tác mà. Sau này chúng ta chống đỡ được tới ngày đó sao? Trời không tuyệt đường con người đâu, cũng phải tiếp tục sống chứ. Huống chi anh tin cha ở trên trời có linh thiêng, cha sẽ giúp chúng ta. Cha nuôi Chấn Cương, anh còn nhớ Tôn lão gia không? Tôn lão gia, anh em kết nghĩa của cha nuôi Tôn lão gia. Em nhớ trước khi cha qua đời, Tôn lão gia đã hứa nếu như cửa hàng tương Miêu Ký gặp khó khăn, ông ấy nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Sao chúng ta không đi nhờ giả ông ấy? Không được, chúng ta không thân thiết với Tôn lão gia, vô duyên vô cớ em kêu anh mở miệng nhờ ông ấy sao đây? Huống chi còn chưa tới bước đường cùng mà, đừng tùy tiện mở miệng nhờ người khác. Anh không đi. Nhưng mà không phải chúng ta đã đi vô đường cùng rồi sao? Đại trưởng phu biết cư xử thích hợp, anh không thể dương mắt nhìn cửa hàng tương sụp đổ được. Hơn nữa, không phải anh từng hứa sẽ cho các công nhân được sống tốt hay sao? Nếu không giữ được cửa hàng tương thì bao nhiêu công nhân của xưởng tương và vợ con của họ, anh kêu họ phải làm sao? Còn Bình Bình và An An nữa, chúng còn nhỏ như vậy, lẽ nào anh muốn chúng chịu khổ cùng chúng ta? Chấn Cương, được rồi, anh biết rồi. Sáng mai anh đi tìm Tôn lão gia là được chứ gì. Tập 13. Thật không ngờ Miêu Ký lại xảy ra chuyện như vậy. Năm đó cha nuôi của cậu giao cửa hàng tương cho cậu, tôi nghĩ rằng lần này đã tìm được người nối nghiệp đáng tin cậy rồi.
Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Đúng. Tôn lão gia dạy chí phải. Là tôi bất hiếu. Tôi không khống chế tốt chất lượng của cửa hàng tương, nên mới gây ra cục diện như hôm nay. Là tôi có lỗi với cha nuôi. Dù có suy tính cẩn thận cũng sẽ có sai sót. Chuyện này cũng không trách cậu hết được. Hơn nữa, xảy ra chuyện mà cậu vẫn quyết đoán thu hồi tất cả nguyên liệu tương đó về. Điều đó chứng minh cậu vốn có lương tri lương năng. Có thể làm tới bước đó là chuyện mà người khác không làm được đâu. Tôn lão gia, đó đều là lỗi của tôi. Nếu không thì cửa hàng tương Miêu Ký cũng sẽ không có đường đi như ngày hôm nay. Ai nói là không có đường đi? Tôn lão gia, mặc dù tôi đã rút lui khỏi chuyện kinh doanh nhiều năm, nhưng mà nếu như tôi ra mặt, mọi người vẫn sẽ nể mặt tôi ít nhiều đó. Tôn lão gia, ý của ông là tôi không dám đảm bảo trên 5.000 ký, nhưng đơn hàng khoảng 1.500 đến 2.500 ký vẫn sẽ có đó. Tôn lão gia, tôi thực sự không biết nên nói gì với lão gia nữa. Tôi chỉ có thể lạy ông một lạy. Cảm ơn Tôn lão gia. Đứng lên đi. Ông chủ, tôi muốn một bát mì tương. Mì tương sao? Được, một bát mì tương. Đây, mời cậu. Mì tương của cậu làm xong rồi. 3 đồng. Ông chủ, ông cho ít tương quá. Tôi muốn thêm chút tương. Muốn thêm tương đúng không? Được. Đây, mời cậu. 3 đồng đây. Không đúng, là 300 đồng. Cái gì? Vừa nãy chẳng phải nói 3 đồng sao? Mì tương của tôi đắt nhất là nước tương. Nước tương của cửa hàng tương Hồng Ký là nước tương ngon nhất cả nước. Tôi cho cậu nhiều tương như thế, đương nhiên phải đắt hơn một chút chứ. Nhưng anh ấy quá đắt. Tôi căn bản không có nhiều tiền như vậy. Chỉ 300 đồng mà cậu cũng không có hay sao? Mất mặt quá. Cha tôi kiếm một ngày đã nhiều hơn chỗ đó rồi. Anh nói dối. Thật đó. Cha tôi biết kiếm tiền nhất đó. Cha chỉ cần bán nước tương Hồng Ký là có thể kiếm được nhiều, rất nhiều tiền rồi. Gia Quy. Cha. Nào, thơm một cái. Nhớ cha không? Cha, một ngày cha có thể kiếm được 300 đồng đúng hay không? Đương nhiên rồi. Đó, cậu nhìn đi. Gia Quy, có biết tại sao cha có thể kiếm được nhiều tiền vậy không? Bởi vì cha thông minh. Bởi vì cha liều. Liều hả? Ví dụ nha, con người sinh ra đều giống nhau, nhưng vào lúc cần thiết nhất định phải liều, tuyệt đối không được nương tay. Vậy phải liều như thế nào? Cha nói cho con nghe với. Cha nói cho con nghe nha. Có khi ví dụ như muốn cao hơn người khác một bậc thì nhất định phải dẫm lên đầu người khác mà leo lên. Dẫm lên đầu người khác để leo lên mới có thể cao hơn người khác một bậc. Tiểu thiếu gia, mai về đi học thôi. Tiên sinh mới tới đợi cậu nửa ngày rồi. Nhóc con lại trốn học rồi. Dạ không đâu. Bà không nói là có tiên sinh mới sẽ tới. Nếu như biết có tiên sinh mới tới vậy, sao con còn không đi học? Cha, Con có thể không học không cha? Những thầy giáo đó giống như đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Con không muốn nghe dạy học đâu. Nói linh tinh gì thế? Con biết không, cha phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu oan ức, đọc biết bao nhiêu sách mới có ngày hôm nay không? Cha muốn con chăm chỉ học tập, nhất định phải thắng người khác. Đi học với Thím Ngô đi con. Đừng mà. Gia Quy, nghe lời cha, con muốn kiếm tiền. Mau đi đi con. Nào. Sao tiên sinh lại ngủ gật rồi? Đau quá. Tiểu thiếu gia, cậu sao thế? Nào, để thím xem. Nào. Cậu sao vậy? Là ông ấy làm ngã con đó. Tại ông ấy. Chuyện này cái gì chứ? Chính là ông khiến tôi ngã lên bàn.
Chuyện gì thế? Vừa sáng sớm đã loạn hết cả lên. Mẹ, tại ông ấy, chính là ông ấy. Cô im miệng lại cho mẹ. Tiên sinh, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Phu nhân, con trai bà trốn học. Tôi đợi cậu ấy trong phòng sách cả nửa ngày. Không ngờ cậu ấy vừa vào đã bò lên bàn, dẫm chân lên đầu của tôi, dọa tôi giật mình ngồi dậy. Cậu ấy cũng ngã xuống bàn. Bây giờ còn ăn vạ tôi, làm cậu ấy bị thương đó. Tiên sinh, thật xin lỗi. Gia Quy, sao cô có thể dẫm lên đầu của tiên sinh thế? Cha nói rồi, phải dẫm lên đầu người khác để leo lên mới có thể cao hơn người ta một bậc. Sao có thể nói như vậy chứ? Tôi chỉ nghe cha tôi nói thôi, không cần ông lo. Vừa nãy ông còn ngáy đó. Phu nhân, tiên sinh, thật ngại quá, trẻ con hơi nghịch ngợm, vậy nên mới đặc biệt mời thầy giáo nổi tiếng như tiên sinh tới dạy nó. Hay là thế này đi, hôm nay thầy về nghỉ ngơi đi, lương vẫn tính như bình thường. Đợi thầy nghỉ ngơi khỏe rồi thì ngày mai thầy lại tới dạy, được không? Mẹ, con không muốn ông ấy đến. Con im miệng lại cho mẹ. Con làm thầy bị thương còn dám nói chuyện. Tiên sinh, là phiền thầy rồi. Tôi bảo tài xế đưa tiên sinh về nha. Thím Ngô, mau bảo tài xế đưa tiên sinh về đi. Dạ, đại tiểu thư. Dạ, mời tiên sinh. Được, phu nhân. Để mặt phu nhân, ngày mai tôi lại tới. Sau này nếu như con bà vẫn còn dược trội như vậy thì tôi không có cách nào dạy cậu ấy đâu. Được được được, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Tiên sinh đi thông thả nha. Cảm ơn phu nhân. Con quỳ xuống cho mẹ. Quỳ xuống. Con vẫn không quỳ hay sao? Được. Con quỳ xuống cho mẹ. Quỳ xuống. Tại sao con phải quỳ? Là cha nói mà. Con còn nói cha của con còn nói cha con này. Để nào con muốn lớn lên giống như cha con sao? Giống cha có gì không tốt? Cha có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, còn có cửa hàng tương lớn như thế. Này thì giống cha này, này thì giống cha này. Bụng màu bất chính giống như cha con này. Bụng dạ xấu xa như cha con này. Cha không xấu, cha là lợi hại nhất. Đứa nhóc này, tuổi còn nhỏ mà không biết phân biệt thị phi đảo lộn trắng đen. Hôm nay mẹ mà không uống nắng con, tương lai còn ra thể thống gì? Xem con còn dám đi hay không? Xem con còn dám đi hay không? Dám hay không? Con mà dám. Mẹ, mẹ đánh xong chưa? Không được sự cho phép của mẹ, con không được đứng lên, nghe thấy chưa? Không đứng thì không đứng. Đừng sợ linh tinh, nói cậu đó, ngại quá, đẹp thật đó. Đừng sợ, đừng sợ. Đừng có sợ linh tinh, đẹp quá mà. Đừng sợ, đi đi. Tôn lão gia, ông thật sự đã giúp chúng tôi nhận được nhiều đơn hàng như vậy sao? Mọi người nể mặt thôi, cho ông già như tôi chút mặt mũi. Chấn Cương, chúng ta đã nói rồi đó. Tôn lão gia, Tôn lão gia, tôi thật sự không biết nên cảm ơn ông như thế nào. Đừng chỉ nói cảm ơn tôi. Trước mắt phải kinh doanh thật tốt, chuyện đó phải nhanh chóng lên, vượt qua khó khăn trong xưởng của mọi người. Được. Những đơn hàng đó của tôi đều là đám bạn cũ của tôi để mặt tôi nên mới đặt đó. Nơi xa nhất không ở huyện Thượng Hàn, quãng đường 800 đến 100 km đó. Cậu phải nghĩ thật kỹ làm sao để vận chuyển tương đã làm xong qua đó. Tôn lão gia cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa ra kế hoạch ổn thỏa, sau đó sắp xếp vài người đáng tin phụ trách vận chuyển hàng. Vậy thì được, cứ như vậy đi. Còn đây là ngân phiếu 5.200 đồng, coi như là tiền cần gấp, mua nguyên liệu đầu tư gì đó. Tôn lão gia, cái này cầm lấy đi. Tôn lão gia, ông giúp chúng tôi nhận được nhiều đơn hàng như vậy, chúng tôi đã rất cảm kích. Ngân phiếu này chúng tôi có tài cán gì mà nhận chứ? Tôi sống tới tuổi này rồi, tiền này ở chỗ tôi chẳng qua chỉ là chuyện thêm bớt chút tiền thôi. Chuyện này mọi người đừng có tính toán quá. Vậy thì cứ coi như là cửu lương tặng cho mọi người. Cha nuôi. Đúng, cha nuôi của cậu năm đó đã trợ cấp tiền cho tôi vào lúc tôi khó khăn nhất. Chúng tôi mặc dù cùng ngành nhưng mà không hề đố kỵ nhau. Chuyện đó đã trở thành giai thoại nơi thôn làng này rồi đó. Cậu cứ nhận lấy đi. Tôn lão gia, số tiền lớn như vậy tôi chi bằng đợi cậu kiếm được tiền rồi, trong xưởng cũng kiếm được dư giả rồi thì trả lại cho tôi, được không? Vậy được. Đợi trong xưởng dư giả rồi, Chấn Cương nhất định sẽ đích thân trả khoản tiền này cho ông. Cảm ơn Tôn lão gia. Cảm ơn Tôn lão gia. Đừng tiễn nữa. Được rồi, về đi.
Tôn lão gia đi thông thả, ông đi thông thả. Đi đây, lái chậm thôi. Được rồi, về đi. May mà gặp được Tôn lão gia thấu tình đạt lý, lại nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy. Ông ấy đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta nhất định không được phụ lòng tốt của ông ấy. Đúng đó. Anh muốn bắt đầu từ những đơn hàng này, lại lần nữa đứng lên. Bộ Sang, anh đi mua đậu tương. Còn phải gọi lão Hồ thông báo cho những công nhân trong xưởng nữa. Biêu ký sắp hoạt động rồi. Anh mau đi đi.